tại trận 6 B1C Cup 2024, chiến thắng đã thuộc về Kasuga Watabe của đội Gebera Nhật Bản. Thêm một lần nữa, các nữ cô rơ đến từ xứ sở hoa anh đào đã gây ấn tượng mạnh trong lòng người hâm mộ xe đạp Việt Nam. Trước đó, ở trận 4, Urara Kawaguchi nỗ lực tách ra khỏi đoàn đông để bám đuổi Natalia Provlova trên đỉnh đèo Pren. Còn ở trận 3, một mình Jurina Kinoshita nhấn bàn đạp, chinh phục 30 điểm thưởng trên đỉnh đèo Bảo Lộc, rồi giành chiến thắng chặng. Chứng kiến cách Kinoshita tung guồng chân băng băng về đích, ít người nhớ rằng cô từng bị tai nạn ngay ở chặng đầu tiên khi thi đấu vòng quanh tỉnh Bình Dương. Tôi cảm thấy rất vui, cuộc đua này có rất nhiều đội mạnh và các vận động viên rất giỏi. Vì vậy, tôi không tin rằng mình sẽ giành chiến thắng. Các cô rơ thuộc đội Gebera mới có lần đầu tiên thi đấu ở B1C Cup, do đó họ không có nhiều kinh nghiệm chinh chiến với điều kiện thời tiết và địa hình tại Việt Nam. Cái tên thu hút sự chú ý nhiều nhất bên phía đại diện Nhật Bản lại là huấn luyện viên Soko Kashiki. Năm 2019, Soko từng giành áo vàng chung cuộc tại B1C Cup, trở lại Việt Nam lần này với vai trò huấn luyện viên. Cựu cô rơ 30 tuổi đã cố gắng truyền đạt kinh nghiệm đến các học trò. Toàn đội đã gặp khó khăn trong việc thích nghi với điều kiện thời tiết tại Việt Nam. Tôi đã động viên các vận động viên của mình rằng hãy suy nghĩ tích cực và rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn. Chúng tôi mắc một số lỗi ở những chặng vừa qua, nhưng không sao cả. Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng ở một số chặng nhất định. B1C Cup 2024 sẽ còn 4 chặng đua ở phía trước. Trong phần còn lại của cuộc đua, người hâm mộ sẽ tiếp tục được chứng kiến sự cống hiến đến từ các cô rơ Nhật Bản. Nếu B1C Cup 2024 có giải phong cách, chắc chắn đội Gebera sẽ là ứng cử viên số 1 ở hạng mục này.